Trong tập trước, Phong Cận đã đột nhập vào nhà Sammy và đã phát hiện ra được một bí mật động trời. Sammy hóa ra không phải là một con người bình thường, mà lại chính là một phù thủy. Và cái kết là Phong Cận đã bị phát hiện. Liệu Sammy có phải là kẻ giết người kinh dị hay không? Và rồi Phong Cận sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem. Trời ơi Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, tôi hứa với bà luôn là tôi sẽ không nói chuyện bà là phù thủy cho ai biết đâu. Bà đừng có giết tôi, bà xin bà luôn á. Ai mà tin được. Tin còn tôi bây đi. Giờ thì tôi sẽ giết ông. Đừng bà. Ủa bà Băng ơi, có gì kỳ vậy? Trời ơi, giận có xíu mà nằm xỉu thôi. Băng ơi dậy đi Phong ơi. Ủa phải ông xỉu thật hả? Chết rồi giờ sao ta? Ủa Phong ơi dậy đi, trời làm tôi sợ nha. Ôi chết rồi giờ sao đây Phong ơi? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. À, trời ơi trời, đau đầu quá. Ủa chỗ này là chỗ nào vậy ta? Sao nhìn lão vậy trời? Ủa Phong, bà ơi hả? Sam ơi, Sam ơi, trời là trời, bà đừng có giết tôi mà, làm ơn đi, tha tôi lần này đi, tôi hứa tôi sẽ giữ bí mật, bà là phù thủy mà, đừng có giết tôi. Giết tôi hả? Ủa là sao? Nói gì tôi không hiểu nơi. Ủa, không hiểu sao? Ơi đừng lại gần tôi, tránh xa ra, tránh xa ra. Mới hồi nãy bà còn cầm kiếm, bà còn kêu rằng gì ta sẽ giết ngươi, xong bà nhào vô bà định giết tôi luôn, và bà còn hỏi nữa hả? Wait a minute. Giết tôi hả? À, trời đất ơi, trời tôi gì cho nông thôi mà em làm thấy ghê vậy? Đặc biệt đọc canh nhiều lúa rồi đúng không? Khổ dữ rồi trời. Ơi trời ơi, cho cái gì mà ác dữ vậy trời? Ủa mà khoan, tôi hỏi bà này coi, bà là phù thủy thiệt á hả? Ông nhìn cái phòng tôi là biết mà, tôi là phù thủy mà. Nhưng mà thôi, làm ơn bà tha tôi lần này đi, tôi hứa là tôi không nói bí mật bà là phù thủy cho ai biết đâu, tha tôi lần này đi được không? Trời đất ơi, ông cứ lo gì, tôi không giết người đâu, ông không biết hả, tôi là phù thủy hòa bình, không giết người đâu mà có lo. Trời đất. Phù thủy hòa bình hả? Ủa cái gì mà tự nhiên phù thủy mà có phù thủy hòa bình gì nữa? Tôi nhớ là phù thủy tôi đọc trong truyện tranh á, là phù thủy là một người rất là ác độc, chuyên gia gọi là dùng phép thuật để hãm hại người, phải không? Đối với ông đọc trong chuyện thì nó vậy, nhưng mà ngoài đời nó là khác. Phù thủy có hai phe, phe hòa bình và phe ác quỷ đó. Nhưng mà tôi á thì tôi là phe hòa bình, hiểu chưa? Đó, à. Nhìn tôi dễ thương này, sao mà phe ác quỷ được? À vậy là bà là bên hòa bình hả? Đúng rồi. Ủa vậy là bà không giết tôi đúng không? Đúng rồi, mà nếu mà ông thấy cái kiếm này đúng không, thì kiếm này kiếm đồ chơi mà. Đây. Trời ơi bà, cái bà này lần sau đừng có cho người ta vậy nữa nha, làm tôi sợ muốn chết à. Trời ơi. Ai vậy ông, lẻn vào nhà tôi chi? Nghĩ sao vậy, con trai mà lẻn vào nhà ăn gái là sao vậy? Kỳ cục hết sức à. Trời ơi, tôi đâu có muốn lẻn vô trong nhà bà đâu. Rõ ràng là hôm qua tôi nghe, gọi là ở bên nhà của bà, tôi nghe bà nói cái gì mà gì ta sẽ giết người gì đó. Cuối cùng thì ta cũng bắt được ngươi. Dám cãi lời ta, ta sẽ giết ngươi cho bằng được. Đó, thấy chưa, câu chuyện là như vậy đó. Rõ ràng là hồi tối hôm qua tôi nghe bà kêu là ta sẽ giết ngươi. Đó, tôi nghe vậy rõ ràng mà. Trời đất ơi, khổ dữ rồi trời ông nội ơi. Tôi là tôi giết con gián. Con gián nó đi rồi, gọi là lộn xộn trong phòng. Tôi là ta giết con gián á. Trời đó. Trời ơi, cái gì, giết con gián á? Trời là trời. Vậy thì bà phải kêu là con gián ta sẽ giết ngươi. Chứ tại sao bà kêu là ta sẽ giết ngươi không? Làm tôi tưởng bà giết ngươi, làm sợ hết chết à. Trời ơi trời. Ủa mà khoan, Sam ơi, bà là phù thủy, vậy chắc là bà biết phép thuật hả? Trời ơi, ông ngoại dư dữ vậy, tất nhiên tôi phù thủy tôi phải có phép chứ. Ồ, trời ơi, hay quá à. Ơi Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, nếu như mà bà là phù thủy thiệt á, và bà biết phép thuật á, thì bây giờ bà biểu diễn cho tôi xem một số màn gọi là phép thuật của bà được không? Biểu diễn phép thuật hả? Đúng rồi, tôi thích coi phép thuật lắm.
À, cũng được, tại vì ông là người đầu tiên biết tôi là phù thủy nên tôi sẽ rất là biểu diễn phép thuật cho ông xem, được không? Được, 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 trời ơi, sướng quá trời. Tôi ngày xưa tôi coi gia đình phép thuật á, cho nên là tôi rất là mê phép thuật luôn. Bây giờ bà biểu diễn phép thuật cho tôi xem đi, 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 nhanh lên, đi, đi, đi. Trời ơi, từ từ, bình tĩnh, tôi sẽ biểu diễn ông xem mà. Nhanh lên, trời ơi, đã quá bạn ơi. Vậy là bây giờ mình đã kiếm được thêm một người bạn mới, đó chính là Sammy, một cô phù thủy mọi người ạ. À, trời ơi, Sammy biết phép thuật luôn bạn ơi, ghê thiệt. Mà cũng may nha, may mà mình gặp gọi là phù thủy hiền á bạn, chứ gặp mà phù thủy ác độc ha là người ta làm thịt mình lâu luôn rồi á trời. Ây, may quá trời. Ok, bây giờ mấy bạn sẽ cùng với mình xem thử coi Sam biểu diễn phép thuật như thế nào nha mấy bạn. Ok bạn ơi, bây giờ Sammy sẽ biểu diễn phép thuật cho các bạn xem nè. Mấy bạn hãy cùng với Phong xem thử Sam biểu diễn phép thuật sao nha. À quên Sam ơi, hồi sáng nay bà kêu tôi là chuẩn bị cho bà cái sản nè, rồi chuẩn bị cho bà thêm hoa, rồi kim cương, ủa rồi xô nước nữa để làm gì ạ? Trời ơi, tất nhiên là để chuẩn bị mấy đồ đó làm gì không? Để xuống thế giới phép thuật. Hay không? Ủa? Thế giới phép thuật? Wow! Trời, vậy là trên đời này có một cái thế giới có tên là thế giới phép thuật thiệt luôn hả? Tất nhiên rồi, có phù thủy tất nhiên phải có thế giới phép thuật chứ. Wow. Ủa, vậy là Sam từ cái thế giới phép thuật đó Sam tới đây hả? Đúng rồi, tôi tới đây để tôi sống nè. Ồ, hay quá vậy. Ồ, nhanh đi. Bây giờ tôi muốn được đến thế giới phép thuật đó, giúp tôi đến rồi, đó đi. Ok, đây, đơn giản thôi. Đây, ông thấy cái này không? Thấy cái hũ này không? Bây giờ ông đào tôi đi. Đào đúng cái hũ này cho tôi. Đó. À, ok, đào xuống dưới đúng không? Rồi, đào nè. Thầm ra. À, ok. Rồi ok, xong rồi Sam, đào xong hố giờ sao nữa? Rồi sau đó bước 2 làm gì? Bước 2 bỏ nước vào. Đó, đơn giản thôi, không có gì bỏ thôi. Bỏ nước vào hả? Ok, rồi tôi bỏ nước vào nè. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên không tạo cánh cổng mà cần phải có nước xuống dưới làm gì vậy? Thì ông nghe tôi đi, tôi là người biết phép thuật mà. Trời ơi, nghe à? Rồi ok, tôi bỏ nước xuống đây nè. Sao nữa? Và bước thứ 3 đó chính là trùng hoa xung quanh cái vòng này. Đó, rất đơn giản luôn. Xung quanh nào? Xung quanh cái dòng nước đây hả? Ờ đúng rồi, xung quanh cái dòng nước này nè, đó, rất là dễ dàng luôn á. Ok, để tôi. Cái gì chứ, gọi là mấy cái chồng hoa này ở nhà tôi làm hoài, tôi hay chồng hoa lắm. Ê. Trời ơi, con trai mà trồng hoa kỳ vậy? Ủa kệ tôi, ai cũng có một niềm vui mà tôi thích chồng hoa được không? Ok. Rồi. À, tại vì tôi được mạnh mẽ mà, tôi là con trai mạnh mẽ. Ok. Rồi, ok, xong hết chưa? Bây giờ bước cuối cùng là bước quan trọng nhất. Bước gì không? Bước gì? Cần có một viên gọi là kim cương quăng xuống cái hồ này. Đó, chúng ta sẽ tới được gọi là thế giới phép thuật. À, quăng một viên kim cương xuống ở đây hả? Trời ơi, tiếc quá bạn ơi, bạn biết gì không? Viên kim cương này á là gọi là viên kim cương mình lấy trong heo đất á bạn, mình tiết kiệm rất là lâu luôn mới được một viên kim cương. Mà bây giờ muốn coi phép thuật phải sử dụng viên kim cương này. Ok thôi rồi. Bây giờ là chọi xuống đây hả? Đúng rồi. Quang okay. Xong cái nha, ông chạy ra xa tí nha, cẩn thận nó nổ á. Gì? Nổ hả? Gì ghê quá vậy? Cái thế giới nó mạnh lắm. Đó, quang xong cái chạy ra xa tí nha. Đầu tiên tôi chạy trước nha. Đó. Ok, để tôi. Quang xuống dưới xong chạy đúng không? Ok. Chạy xuống dưới nè, chạy. Thấy chưa? Chào mừng Phong cần đến với thế giới phép thuật. Wow, trời ơi. Trời ơi, Sam ơi. Sao tự nhiên nước nó biến thành màu tím luôn rồi? Đây gọi là cộng đến với thế giới phép thuật. Ông thấy có hay không? Đó, thế giới tôi á. Vậy là bây giờ mình chỉ cần nhảy xuống đó là xong đúng không Sam? Không, chả đó ông mà nhảy xuống đó là ông sẽ gọi là tan xương nát thịt đó Phong. Cẩn thận á. Ủa gì ghê quá. Vậy giờ sao? Không, tại vì thế giới phép thuật khác thế giới con người, hiểu không? Đó, không khí rất là khác nhau. Nên ông khi muốn xuống gì đó, ông phải mặc cái bộ trang phục này. Đó. Đó, để bảo vệ cơ thể. Đó. À, ok, mặc cái này vô hả? Ủa mà khoan, sao bà cho tôi mặc màu hồng vậy? Nhìn nó gọi là bê đê quá à. Bà cho tôi mặc màu xanh đi. Ủa, tôi lộn đâu. Quên đi. Nè, màu hồng nè. À, đó. Ok, tôi mặc vô thử coi. Wow, trời. Đẹp chưa? Wow. Đẹp trai lộn. Gì đẹp gái bà nội. Wow. Trời bạn ơi, mình mặc bộ đồ vô xong nhìn mình giống siêu nhân quá à. Trời. Ngầu dễ sợ ngầu. Ok, vậy giờ mình xuống dưới đó hả? Đúng rồi, bây giờ ông phải nhảy xuống nha. Đâu nhảy xuống ông sẽ qua thế giới mới, rất là đẹp luôn. À thôi bà nhảy trước đi chứ tôi không dám nhảy đâu. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi nhát gan lắm. Tôi không được mạnh mẽ. Trời gì đâu mà sao ông mạnh mẽ hết vậy? Trời. Chứ bây giờ cái nước này nó biến thành nước màu tím rồi. Lỡ đâu cái này là axit sao tôi nhảy xuống dưới thì tôi chết sao? Bà nhảy xuống trước đi. Trời, tôi biết rồi, thôi nói chung là ông cũng chưa bao giờ qua thế giới đó đúng không? Nên thôi, để tôi nhảy trước nha. Rồi, ok, nhảy theo nha. Rồi biết đứng rồi. Từ xa nha. Đứng từ xa ông phải đứng từ xa nhảy nha. Ấy. Biến mất luôn rồi. Mấy bạn ơi, Sammy biến mất luôn rồi. Trời ơi, ghê quá vậy. Ok.
Vậy bây giờ con nhảy xuống dưới đó là được đúng không? Ok, nhảy xuống dưới nào. Nhưng mà sao mình vẫn thấy hơi sợ sợ với bạn ơi. Ôi không, không sao. Con gái làm được thì mình cũng làm được. Mạnh mẽ lên Phong, mạnh mẽ lên. Ok. 3, 2, 1. Yeah. Bùm chiêu. Wow, trời ơi. Đây là thế giới phép thuật sao? Trời ơi Sam ơi, đây là thế giới phép thuật đó hả? Đúng rồi, chào mừng Phong đi với thế giới phép thuật của tôi. Wow, trời ơi đẹp quá ơi. Trời ơi bạn coi kìa, bầu trời đầy sao luôn bạn ơi. Nhìn đẹp dễ sợ, trời ơi trời, đúng là thế giới phép thuật. Nhìn cái gì cũng đẹp hết đó bạn ơi. Wow, ủa mà Sam ơi, xung quanh đây có nguy hiểm gì không vậy? Cũng không nguy hiểm lắm đâu, đơn giản thôi. Ông cứ bình tĩnh thôi. Ok, ok. Wow, trời ơi bạn ơi, ở trước mặt mình có nguyên tòa lâu đài to đùng luôn nè. Để mình lại gần nó xem thử coi. Lâu đài, đẹp quá. Không tới được đâu Phong ơi. Sao vậy? Ủa, nó có cái gì? Sao không? Tòa lâu đài này được bảo vệ một cách rất là nghiêm mạc nên ông không thể vào được đâu. Đúng rồi ha mấy bạn ơi, bạn coi nè, mình lại gần tòa lâu đài xong nó hiện ra cái bức tường gì màu vàng vàng nữa bạn. Nó chặn đường mình lại, nó không cho mình vào bạn ơi. Wow. Ô vậy thôi, chắc cái này nhà của người ta đó, người ta không người ta không cho mình vào. Ok ok. Thôi không sao hết. Ủa mà Sam ơi, bây giờ tôi muốn đi tham quan xung quanh đi hết quá. Bây giờ có cách nào đi tham quan xung quanh đi không? Trời đất ơi, đơn giản, tôi là gọi là phù thủy mà cái tôi chả có đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho ông một thứ để ông có thể tham quan tất cả mọi nơi này luôn. Đó mà không cần phải đi bộ phải không? Bà chuẩn bị tặng cho tôi nguyên chiếc xe hơi đúng không? What? Trời đất ơi, ông nghĩ sao, người phù thủy ai mà đi xe hơi? Phù thủy không bao giờ đi xe hơi. Đúng không? À vậy là phù thủy không đi xe hơi, phù thủy sẽ đi Lamborghini đúng không? Mày bị điên à? Trời đất ơi, coi đúng, ông đúng là con người mà chả biết nghĩ gì hết á. Người phù thủy thường thường người ta đi gọi là chổi thần hoặc là thảm bay đó. Người phù thủy của tôi là dùng cái đó á. Ủa chổi thần với thảm bay hả? Nhưng mà tôi đâu có thảm bay đâu. Ơi, ủa ông quen tôi ấy hả? Tôi là phù thủy mà, tôi có mà. Đâu rồi. cho tôi xem đi. Trời đây tôi quăng trong nha. Đây thảm bay màu xanh trong luôn. Nha, cái này là cái thảm bay đấy hả? Đúng rồi, thảm bay của người phù thủy ấy, nó cũng giống như xe hơi của bên con người á. Ủa mà khoan, cái thảm bay gì đâu mà nó nhỏ xíu rồi, tôi bước lên cái thôi chắc nó rách luôn rồi. Trời đất, ông phải cầm đi, cầm lên nó sẽ phóng to lên hiểu không? Ông phải cầm thử lên đi. Cái gì ghê vậy? Nghe giống gọi là cái gì đèn pin phóng to của Doraemon vậy. Ok. Nói thật luôn á, thảm bay này còn đi sướng hơn cái Lamborghini của thế giới loài người nhiều. Thật luôn á. Vậy hả? Ok, để tôi dùng thử coi mấy bạn coi, chuẩn bị mình dùng thử gọi là cái gì ta, thảm bay nè. 1 2 3. Hey. Ủa mà sao ơi? Sao tôi dùng thảm bay xong cái đầu tôi xoay vòng tròn hả? Ok vậy? Tại vì ông là con người, ông có quen cái thảm bay đâu. Không, ông là con người mà. Ủa vậy là mỗi lần tôi bay là cái đầu tôi phải xoay vậy hả? Đúng rồi. Trời gì ghê vậy? Thôi cậy. Ủa này giờ mình bay sao? Bây giờ ông chỉ cần ngước cái đầu lên là ông sẽ bay lên trời. Đó, ngước đầu lên rồi. Thiệt hả, trời tôi không biết ngước đầu được hay không. Cái đầu tôi xoay vòng tròn nè. Ok thử nha. Ôi. Sao? Nó bay lên thiệt nè bạn ơi, mà cái đầu của mình xoay vòng tròn nhìn ghê quá thôi, mình tắt. Wow, cao quá à. Trời ơi, Sam ơi, tôi bay bằng thảm bay được nè. Wow. Hay không, tôi bảo rồi. Đó. Trời, hay quá, trời. Ui, đúng là thế giới phép thuật đó bạn ơi. Rộng dễ sợ rộng luôn nè. Wow. Ê, trời ơi, đã quá. Ok, tôi tới nè. Trời, thảm bay bay sướng quá, Sam ơi, nó bay nhanh thiệt nhanh luôn á. Ủa mà khoan. Bây giờ tôi có thảm bay nè, giờ Sam bay bằng gì? Tại ông diễn này là gì? Đó. Cái này là cây chổi. Gì? Cái chổi người ta dùng để quét nhà chứ sao bay được. Trời đất ơi, con người ông sao suy nghĩ đơn giản vậy? Chổi tôi cầm là chổi thần rồi ông. Chổi thần nghe chưa? Biết bay á. Chổi thần là bay được hả? Nghe ghê quá vậy. Wow, hả? Đâu Sam bay tôi coi. Này, nhìn nè. Bay lên. Trời ơi, ngồi, bây giờ mình ngồi lên cái chổi là mình bay được luôn. Ui, đâu rồi. Ui, hay quá vậy. Ôi, hay dữ. Trời, mấy bạn ơi. Ồ, đúng là thế giới phép thuật mấy bạn ơi. Ở trong thế giới phép thuật là người ta sẽ không chạy bằng xe máy hay xe đạp hay là chạy bằng Lamborghini như con người chúng ta, mà người ta sẽ bay bằng thảm bay và chổi bay các bạn ơi. Trời, hay quá. Ơi hay, bây giờ thế này đi. Bà đổi cho tôi cây chổi đi. Bà lấy tấm thảm này, tôi thấy cây chổi đẹp hơn. Trời đất ơi, đây tùy ông thích cho ông á. Ok, tôi lấy cây chổi nha. Rồi còn bà lấy tấm thảm đi. Ok bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ lấy cái chổi bay và mình sẽ cùng với Sam đi tham quan thử coi thế giới này có gì đặc biệt nha bạn. Ok, đi. Let's go.
Wow, trời ơi trời. Trời ơi. Ơ sao tôi ngồi lên cái chổi bay xong cái đầu tôi xoay xoay vòng tròn vậy rồi. Vậy à? Ok, tại ông không quen thôi, đi chập là quen à. Ok, bay vòng vòng đi xem thế giới nào. Wow, đẹp quá bạn ơi. Xung quanh đây, từ từ mình bay cao lên xíu nữa, bay cao hơn nữa để cho coi ngắm thế giới luôn. Ui, bên đây nó có vùng đất gì đâu mà nhìn đang thui lùi gì ghê vậy, còn bên này thì nó sáng trưng à. Ui trời ơi, nó bốc mùi ghê quá bạn ơi, bạn coi nè. Cái vùng đất đen đen này nó bốc lên cái khói màu đen gì đó, hôi muốn chết luôn á. Ủa mà Sam ơi, cái vùng đất đen đen này là gì ạ? Cái vùng đất đen đen này á, là vùng đất là nơi ma vương đang sinh sống á. Ma vương sinh sống hả? Ủa, mà ma vương là ai? Nếu mà ông biết là ma vương á, là một người phù thủy hắc ám. Đó, ông này ghê đó, ông này đối đầu nha. Ủa, á. Phù thủy hắc ám là kẻ ác á hả? Tất nhiên rồi, nghe hắc ám là biết kẻ ác rồi. Đó, tôi là thiên à, tôi quên là tôi là gọi là phù thủy gọi là hòa bình nè, còn gọi là phù thủy ma vương là phù thủy hắc ám. Ông nhớ, vào trong thế giới này không được đối đầu với phù thủy hắc ám, hiểu không? Nguy hiểm lắm á. Ủa mà tại sao lại nguy hiểm? Hắn ta lại phù thủy hắc ám ma vương, chuyên gia lấy máu người. Đó. À, lấy máu người rồi ăn thịt người á hả? Đúng rồi, lấy máu người ăn thịt người, nói chung là ăn hết con người luôn, đáng sợ lắm luôn á. Ôi trời, cái gì mà ghê vậy hả bạn ơi? Hàng gì mình lại gần đây xong mình thấy game mình lắc muốn chết luôn. Hóa ra là gần ngay cái bọn hắc ám này hả? Trời ơi trời, vậy là không được rồi. Tôi không thể nào mà để cho hắn ta hãm hại con người được. Tôi sẽ dùng cái sẻng này, tôi đập với đầu hắn cho hắn chết luôn. Thôi tôi nè. Ê. Cái gì vậy Phong? Trời ơi, ông là con người á. Kỳ kỳ á. Tôi không sợ đâu. Ôi, Sam ơi, có phải ma phương là con to bên kia không? Đúng rồi, vừa to còn vừa đỏ nữa. Đỏ đen á. Sao mà cái chổi bay tôi không nghe lời tôi, Sam ơi, nó bay lại gần con này nè. Ôi chổi bay. Trời đất ơi, tôi bảo mà không được đối đầu với tên ma phương này mà. Ôi. Rồi xong, con ma phương nó nhìn thấy tôi rồi. Ôi nó bắn cái gì vào người tôi nè. Ôi, trời ơi, chạy bạn ơi, trời ơi. Ôi trời bạn ơi, ma phương tấn cao quá. Ai trời chạy. À cứu tôi với, ma phương tấn công. Trời ơi, may quá bạn ơi. Cuối cùng thì cũng về lại được thế giới loài người rồi. Trời ơi trời, Sam ơi, thế giới phép thuật của bà gì đâu đáng sợ quá. Có con ma to đùng luôn, sợ không chết. Trời ơi, đúng rồi, thế giới phép thuật khác thế giới con người mà. Mà ông á là tôi sợ chết được ý. Không hiểu sao mà ông đối đầu với ma vương nữa. Ông là con người, ông phải nên nhớ là con người đó. Trời ơi trời. Thôi tôi biết lỗi rồi. Tại tôi tưởng con ma vương nó nhỏ xíu rồi. Tôi tưởng rằng là thế giới phép thuật hay là thế giới con người thì yêu quái hay con người cũng giống nhau, nó cũng chỉ gọi là bằng con người hay ai về đâu to bằng ngôi nhà tôi luôn Sam ơi. Ủa nhưng mà khoan, bây giờ tôi nói bà nghe nè Sam. Bây giờ á thì tôi cũng đã biết bà là phù thủy rồi, nhưng mà tôi để ý rằng là hình như là bà chưa có bạn bè gì ở thế giới loài người hết. Hay là bây giờ bọn mình làm bạn đi ha. Làm bạn hả? Ừ, cũng được. Nói chung là ông là người đầu tiên ở thế giới là người kết bạn với tôi á. Ê, được rồi, vậy thôi, coi như là chúng ta là bạn bè ha. Ok, vậy bây giờ tôi với bà chụp chung bức ảnh đi, coi như bọn mình là từ nay là bạn bè thân với nhau nha. Chụp ảnh hả? Nói gì vậy? Hay lại vậy? Bà không biết chụp ảnh hả? Trời ơi, chụp ảnh. Chụp ảnh là chụp lại một cái khoảnh khắc nào đó thật là đẹp của gọi là sao ta, chụp con người nè, chụp phong cảnh nè. Nói chung là bây giờ tôi chụp ảnh cái đây là bà biết à. Đứng dưới đây, đứng dưới đây. Ai vậy? Rồi ok. À khoan, từ chỗ này xấu á. Bọn mình đứng gần chỗ này nè. Đó, gần chỗ này cho đẹp nè. Đấy, chỗ này sẽ là chỗ kỷ niệm lần đầu tiên Phong Cận đến với thế giới phép thuật. Ok, thẳng người lên nè. Rồi, khoan, cởi bộ giáp ra cho đẹp xong. Rồi, đất ơi, rồi đây, bộ giáp đây này. Ok thảo rồi. Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3, cười lên nha. Ok. Ok, 1, 2, 3. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn